Làm đêm người ta câu cá phải dời đó. Canh thử coi. Anh em chúng tôi làm tiếp phần 2. Gọi là thịt con cá. Con cá. Lúc rồi nó giảm lên. Ngại nhỉ. Tăng sao thế? Đây là con người mình đây chắc nó bị rớt rồi. Đây là táp, nó vô tư đấy. Con máy đây. Gần gãy tần luôn mà. Ừ, má nó kéo. Qua học lời lên đây, ta đã lừa. Đứa nào quay phim con này nó say rượu không? Đứa nào quay phim không? Không có ai quay đâu. Đang clip chưa? Đang clip. Ui tôi rồi. Quay luôn chứ. Bình thường gì? Xem gì mà khùng kia. Bà sẽ hiểu. Lấy luôn rồi ăn. Ôm rồi bắt đầu ngửa. Mày. Ôi cha tao lấy này. Tao xấu nhất rồi. Lấy ra lấy một tiêu, có tiêu có hành, có gì nữa, có chân cá, chân cá ngoài kia, cá này nấu món gì đây? Thank you.
thì giờ hành nên là thả nó vào, nhìn rất là đẹp mắt, bỏ thứ mẹ vào nấu thơm, thơm. Chưa nói đã thèm rất là thiệt. Ướp ướp rồi ướp vừa vừa ăn đi. Như cái đấy thế như rồi tôi chồng uống bằng tô luôn à. Uống bằng cái tô rồi sao cái là gì nhiều không mày này nó mới đỉnh Nguyễn Uống Bia cả thấy chay đó.